chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động. 7 năm trôi qua, tức là chiếc điện thoại trên tay mình đã có mặt được hơn 7 năm rồi á mọi người. Xin được giới thiệu với toàn thể anh em chiếc điện thoại iPhone 7 Plus của mình. Hàng nữ xài siêu kỹ luôn, trừ mấy lúc mà nó bị rớt thôi. Nói vậy thôi chứ mình mua được em nó cũng 4-5 năm rồi. Mình nhớ là mình mua chiếc điện thoại iPhone 7 Plus này hồi lúc mình học năm nhất đại học. Và bây giờ thì mình đã xài được 4 năm. Vậy thì hãy để cho người chơi hệ iPhone 7 Plus 4 năm review chân thực nhất về chiếc điện thoại này ở thời điểm hiện tại nha. Đầu tiên thì mình nói về ưu điểm trước đi ha. Vấn đề mà rất là nhiều người question đối với iPhone 7 Plus chính là về hiệu năng. Vậy thì sau rất là nhiều năm như vậy rồi thì một mức cấu hình như thế này liệu có còn ok hay không? Và xử lý các tác vụ có mượt mà hay không? Thì đây nha, mọi người có thể nhìn nè, hiện tại thì mình đang mở rất là nhiều tab cùng một lúc luôn. Đa nhiệm thì mình thấy vẫn rất là ổn nha. Tất nhiên là nó không thể nào mà mượt như xinh siêu được bởi vì RAM chỉ có 3GB thôi à. Còn về ROM á, thì iPhone 7 Plus sẽ có 3 phiên bản 32GB, 128GB với lại 256GB. Phiên bản mà mình đang dùng ở đây là 128GB. Đây mọi người có thể nhìn thấy nè, hơn 3.000 bức ảnh và rất là nhiều ứng dụng luôn. Tất nhiên là số ảnh này thì mình cũng đã up lên cloud một phần rồi mà đã dùng hết 116 trên 128GB, tức là chỉ còn đâu đó khoảng 12GB mà thôi. Chắc là trong thời gian tới thì mình nghĩ là mình nên mua thêm dung lượng lưu trữ iCloud hoặc là tín hiệu vũ trụ gửi đến là mình nên đổi iPhone mới rồi. Nói chung là mình recommend nếu như mà mọi người đang muốn mua máy cũ thì mình nghĩ mọi người nên mua luôn phiên bản 256GB nha. Còn phần quan trọng nhất chính là con chip Apple A10 này nè. Nếu như mà hỏi mình một con chip cũ của Apple đã 5-6 năm rồi thì bây giờ còn làm được gì, thì mình sẽ trả lời luôn là em nó vẫn còn được việc lắm nha. Ý mình là đối với các tác vụ cơ bản mà mình hay dùng hàng ngày thì mình sẽ hay lướt TikTok nè, lướt Facebook, Instagram và nhắn tin ở trên Messenger, sẽ coi YouTube. Đó, đơn giản là những gì mà mình hay dùng mỗi ngày. Mặc dù mình là một đứa tải rất là nhiều app về điện thoại nhưng mà rất là ít khi dùng đến luôn á mọi người. Và đó cũng là lý do vì sao mà đến bây giờ mình vẫn còn dùng iPhone 7 Plus, bởi vì thực tế nó vẫn còn xài rất là tốt mà. Trộm vía là hiệu năng, mọi thứ vẫn ngon lành, vẫn ok. Cho nên với một đứa mà chỉ dùng nhiều cho nhu cầu cơ bản thường ngày thì mình thấy là cũng rất là ổn áp rồi. Mình thì cũng không có hay chơi game đâu, chủ yếu là mình sẽ cày game khi mà mình test máy cho mọi người thôi. Nhưng mà hôm nay review con này cho nên mình cũng sẽ chơi thử PUBG cho mọi người xem luôn nha. Chứ thật sự là trải nghiệm chơi game ở trên con này cũng không ok lắm đâu. Vào trọn tầm 10 phút thôi là máy nó đã ấm lên rồi, chơi được một lúc thì sẽ nóng hơn. Và vì vậy cho nên là FPS cũng không có được ổn định cho lắm. Tất nhiên là lời khuyên của mình cho những ai mà muốn mua con này để chơi game thì đừng nha. Hoặc là nếu như mà chơi cũng được, mọi người nên để cấu hình ở mức trung bình hoặc là thấp thôi, để mà giảm được tình trạng máy bị nóng lên nhanh quá nha. Và tiếp theo là một phần mà rất là nhiều chị em quan tâm lắm đây, đó chính là khả năng quay chụp cũng như là camera của chiếc iPhone 7 Plus này. Ai mà thường xuyên hóng drama dạo gần đây thì chắc chắn là không còn lạ gì camera của iPhone 7 Plus nữa rồi đúng không? Và trước đây thì iPhone 7 Plus cũng từng khuấy đảo thị trường ở thời điểm ra mắt với cái phần camera này. Bởi vì em nói là chiếc iPhone đầu tiên được Apple trang bị camera xóa phông với khả năng chụp ảnh chân dung xóa phông rất là đỉnh. Đây mọi người có thể nhìn vào ảnh chụp chân dung của mình nha. Xóa phông rất là chuẩn chỉnh nhưng mà màu có hơi tối một chút, tại vì lúc này là mình chụp ở trong điều kiện trời hơi âm u á. Còn lại các chế độ chụp như là HDR, chụp nhận diện khuôn mặt, tự động lấy nét cũng có đầy đủ. Đây mình sẽ show luôn người thật việc thật, những bức ảnh hoàn toàn được chụp từ iPhone 7 Plus, không hề qua chỉnh sửa chỉnh màu gì hết nha. Những bức ảnh đảm bảo được độ chi tiết cao, màu sắc thể hiện chân thực, chính xác và rất là gần với thực tế. Nếu như mà mọi người yêu thích việc chụp những bức ảnh mang lại cảm giác chân thật thay vì những bức ảnh có màu sắc quá sáng hay là rực rỡ á, thì iPhone 7 Plus sẽ đáp ứng tốt được phần này nha. Nhìn chung là đối với một chiếc iPhone cũ như thế này thì camera cũng là một trong những điểm mà mình ưng nhất. Nhưng mà nếu như so sánh chiếc camera 12MP này đối với chiếc camera của Canon thì mình nghĩ là còn phải suy nghĩ lại nha. Khen thì cũng đã khen rồi, bây giờ thì mình sẽ nói một chút về nhược điểm đi ha. Làm sao mà không có vấn đề được trong khi một chiếc máy mình đã dùng mấy năm trời như thế này rồi, thì chắc chắn là cũng phải xuống cấp theo thời gian đúng không mọi người? Đầu tiên mình chắc chắn là với những ai hiện tại vẫn còn đang dùng iPhone 7 Plus thì sẽ khá là không vui với lại viên pin của em nó.
pin chỉ có 2900 mAh thôi, nên là mình dùng tầm 4 đến 5 tiếng là đã cạn kiệt mất tiêu rồi. Khả năng tản nhiệt thì siêu kém luôn, mà nếu như mọi người sử dụng liên tục quá thì máy sẽ còn bị nóng lên nhanh hơn và tình trạng tụt pin thì lại càng nhanh hơn nữa. Cho nên là mỗi lần mà đi ra đường thì mình chắc chắn là phải mang theo sạc dự phòng. Hôm nào mà quên một cái là xác định luôn, sập nguồn xong về nhà mình mở lên là hàng đóng thông báo. Một điểm mà mình chờ ê chê nữa là về phần màn hình nha. Rõ ràng là năm 2023 rồi mà cầm con này ra đường thì ai cũng biết là iPhone 7 Plus luôn. Tại vì em nó có một cái phần màn hình quá là signature luôn á mọi người. Phần viền trên với lại phần viền dưới này khá là dày. Cho nên là phần màn hình chỉ có kích thước là 5.5 inch mà thôi. Độ phân giải thì cũng được ở mức Full HD cộng, tấm nền IPS LCD. Nói chung là mình thấy màn khá là đẹp nha, màu sắc cũng tương đối chuẩn. Khi mà xem phim hay là lướt web giải trí thì cũng tương đối thích á. Và ở trên con 7 Plus này thì hãng cũng lần đầu tiên trang bị tính năng âm thanh stereo, tức là hai dàn loa stereo ở cả phía trên và phía dưới cho iPhone. Mỗi khi mà xem phim trên YouTube hay là nghe nhạc thì mình đều cảm thấy thích vì nó đem đến cho mình những trải nghiệm khá là chân thật. Rồi, đó là về phần màn hình nha. Nói đi nói lại thì mình vẫn có rất là nhiều điểm trừ cho cái phần thiết kế của phần màn hình này. Không chỉ làm cho diện tích bị kém đi mà còn trông rất là kém thẩm mỹ nữa. Nói qua về thiết kế thì rõ ràng là chúng ta thấy em nó không có còn trendy như là hiện nay nữa rồi. Vì Apple cũng như là các hãng điện thoại khác luôn đang là ngày càng ưa chuộng những chiếc máy có thiết kế vuông vức hơn, thì chiếc iPhone 7 Plus này vẫn có một thiết kế bo cong với lại phần mặt lưng kính và thân nhôm, lại còn có cả cái phần anten màu trắng lộ ra như thế này nữa. Nhưng mà mình thì cũng không care về phần này lắm, tại vì mình cũng đeo ấp lưng cho em nó suốt thôi á. Một phần là vì con máy của mình nó cũng trầy trật khá là nhiều rồi, cho nên là phải đeo ấp vào để có được cái sự thẩm mỹ hơn. Và đó cũng là toàn bộ những trải nghiệm, những cảm nhận của mình sau rất là nhiều năm gắn bó với lại chiếc iPhone 7 Plus này. Và 7 năm trôi qua thì hiện tại Thế Giới Di Động cũng không có còn bán con này nữa rồi. Nhưng mà nếu như mà mọi người muốn mua iPhone thì có thể tham khảo thêm những dòng iPhone khác tại Thế Giới Di Động. Đường link thì mình cũng đã để sẵn ở bên dưới phần mô tả rồi. Và mọi người cũng đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh YouTube của Thế Giới Di Động để ủng hộ cho tụi mình nha. Còn bây giờ thì bye bye. Và bên cạnh đó thì mình cũng muốn thông tin đến cho mọi người là sắp tới đây tại Thế Giới Di Động sẽ kinh doanh độc quyền nhiều sản phẩm smartphone với nhiều ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Đầu tiên là mẫu điện thoại Vivo Y36 với thiết kế trẻ trung, thời thượng và hiệu năng ổn định, hứa hẹn sẽ mang đến cho chúng ta nhiều trải nghiệm thú vị. Ứng cử viên thứ hai là đại diện đến từ nhà Xiaomi với tên gọi Redmi 12, sở hữu nhiều thông số ấn tượng cùng với một thiết kế sang trọng, bắt mắt và mức giá bán vô cùng hợp lý. Một gợi ý khác là Realme C53, chiếc điện thoại với thiết kế đẹp, màn hình lớn và camera sắc nét, thực sự là một lựa chọn hợp lý dành cho người dùng trong phân khúc giá rẻ. Và toàn bộ đường link thì mình đã để ở dưới phần mô tả nên mọi người có thể click vào để xem thêm nha.